54 người thương vong do tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người không qua khỏi và bị thương 28 người. Thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người không qua khỏi, bị thương 8 người. Trong đó đường bộ xảy ra 27 vụ, làm 9 người không qua khỏi, bị thương 8 người, đường sắt xảy ra 1 vụ tại Thường Tín Hà Nội, làm 1 người không qua khỏi. Như vậy, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người không qua khỏi và bị thương 28 người. Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20 tỷ 883 triệu đồng, tạm giữ 154 xe ô tô, 4.301 xe mô tô, 30 phương tiện khác, tước 2.180 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 3.430 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 1.791 trường hợp.